Trước khi tôi bị bệnh thì là tôi là một giáo viên của trường tiểu học Na Hối 2 của Bắc Hà, Lào Cai. Trong quá trình công tác thì tôi cũng bị bệnh rất là nhiều. Ví dụ như là các cái bệnh, bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, bệnh dạ dày, cột sống. Và có một cái bệnh gút nữa. Bệnh gút của tôi nó rất là đau đớn. Thế rồi đến cái bệnh huyết áp. Từ huyết áp thì là tôi mới bị dẫn đến là bị tai biến. Trong quá trình công tác thì một thời gian thì tôi lại bị cái bệnh glaucoma ấy. Trong một buổi chiều dạy học thì tôi bị đau từ đêm nhưng tôi không biết. Nên là đến chiều buổi sáng tôi đi dạy học thì đến quá trưa thì tôi rất là đau. Cái đầu đau xong cái mắt tôi nó đỏ lên như là kiểu máu ấy. Thì là tôi không dám xin nghỉ bởi vì tôi nghỉ quá nhiều rồi ấy. Thế sau đó là buổi chiều đến 4 giờ chiều thì học sinh là ra lao động ấy. Thì là tôi mới bảo các đồng nghiệp ấy là trông hộ lớp để tôi đi kiểm tra xem mắt bị sao mà lại đau như thế. Thì tôi lên đến bệnh viện của trung tâm của viện ấy thì người ta các cô ấy bảo là đây là khả năng là bị glaucoma nhưng ở đây không có điều kiện kiểm tra. Sau đó là giới thiệu tôi đi Lào Cai. Sau đó tôi đi Lào Cai thì lúc này là nó đau đớn lắm. Thì xe bệnh viện cũng là chuyển tôi đi ngay ra ngoài Lào Cai thì ra đến nơi thì người ta bảo là bị glaucoma. Thế rồi là người ta bảo cái này là phải mổ. Thế là tôi cũng nằm luôn tại viện đó và sáng hôm sau là chiều hôm đấy là cũng làm luôn là thử máu, xét nghiệm các thứ hết. Sáng sau mà là mổ. Nhưng mà sáng hôm sau thì lúc 6 giờ sáng ấy, thì có một đoàn bác sĩ ở dưới viện mắt trung ương lên ấy thì nói là kiểm tra trước khi vào mổ ấy, để các bác ấy mổ ấy, thì các bác ấy bảo là trong trường hợp của tôi là không mổ được bởi vì nó là góc mở, nếu mà góc đóng thì là sẽ mổ và khỏi vĩnh viễn, nhưng mà góc mở thì không mổ được mà phải giỏ thuốc cả đời, đến khi nào nó liệt cái dây thần kinh ở trong mắt ấy, thì sẽ bị mù. Từ khi mà chúng tôi mà lớn lên nhận thức được ấy, thì cái bệnh của mẹ tôi ấy, thì thực tế ra là như mô tả ấy, thì bệnh của mẹ tôi là rất nhiều bệnh. Nên thực tế là ví dụ như là chỉ trong con người trần ấy có cái bệnh gì thì mẹ tôi cơ bản là bị hết, ngoài mỗi cái lá lách ra là không bị thôi. Đấy thì bệnh mà cái bệnh nặng nhất ấy là nhất là bệnh tim. Đấy, tim thấp khớp rồi là cái bệnh về đau đầu ấy, thì thực ra đau đầu thì là không tìm ra nguyên nhân. Mãi sau này mới biết nó là tăng huyết áp. Tiếp theo là nó sẽ bị nó chuyển sang glaucoma mắt. Có nghĩa là góc cái bệnh này nó góc đóng và góc mở thì mẹ tôi thuộc một cái loại bệnh là không thể mổ được mà xác định là nó sẽ đến một lúc nào nó sẽ mù. Đấy thì cái quá trình như thế thì sự tuyệt vọng của mẹ tôi thì mẹ tôi cũng là người rất là kiên định trong suy nghĩ thì không có nói ra cho con biết, nhưng mà trong khi nào sau này khi mà đã có biết đến ánh đăng ánh sáng của đại pháp và đã được cứu sống có nghĩa là từ cõi chết trở lại thì mẹ tôi đã có mô tả là cái cảnh mà mẹ tôi ngày xưa mẹ tôi đã tuyệt vọng như thế nào, nhưng mà không thể hiện ra cho con cháu để biết, nhưng mà có nghĩa là lúc đấy là rất tuyệt vọng rồi, đi về đã nghĩ đến con đường tự tử mà chúng tôi cũng không hề biết, sau này chúng tôi mới biết. Đến năm 2003 thì tôi bị nó gần như là mù hẳn ấy, thì là xuống viện thì người ta cho điều trị thì cũng qua được cái đợt đấy. Thế xong đến mùng 4 Tết năm đấy, năm 2013 đấy là tôi bị. Xong đến mùng 4 Tết năm 2015 thì xuống thì các bác sĩ bảo là lần này lần thứ hai rồi chưa chắc đã cứu được mà phải khoét mắt. Thôi thì cứ điều trị xem thế nào, nhưng mà trong 3 ngày mà điều trị không được thì là phải khoét mắt. Thì cu lớn nhà tôi ấy, là lúc đấy là cháu cũng đi học, đi làm rồi thì cháu mới xuống thì cũng nói là phải cứu mẹ bởi vì bây giờ cháu chỉ có mẹ thôi. Nhưng mà đến năm 2017 là tôi nghỉ hưu thì bắt đầu mắt tôi nó kém dần.
lúc những cái năm 16 là cũng kém dần rồi. Tôi đi dạy học rất là vất vả. Có những lúc tôi viết thì hầu như là viết theo quán tính. Đến khi tôi nghỉ hưu cái thì đến tháng 10 năm 2018 thì coi như là mắt tôi mù, gần như là mù hẳn ấy. Thì là không nhìn được đường đi lối lại, nhưng mà lúc đấy tôi cũng không đi được xe máy nữa. Thì hàng ngày là cứ ngày mùng 1, ngày 14, ngày 30 âm lịch toàn tháng ấy, là chồng tôi cứ hay đèo tôi lên cái cổng đền ấy, để cho tôi lên trên đền để tôi nghe người ta tụng kinh ấy. Hồi trước thì tôi cũng đi tụng kinh, cũng đi hầu đồng, nhưng mà vẫn bị mù, vẫn bị các bệnh không khỏi. Nhưng mà đến lúc này thì tôi cũng giải hết đồng rồi, và tôi cũng có điện, thờ điện ấy, tôi cũng giải hết. Và sau đó là tôi chỉ đi nghe các bác ấy, các bà là tụng kinh thôi. Nhưng mà tụng kinh đến một thời gian thì tôi mùa hẳn, thì chồng không đưa đi nữa, mà tôi cũng không đi đâu được nữa, tôi ở nhà ấy. Từ lúc mà bác Sơn bị mù rồi đấy, bị mù xong thì bác Sơn không đi được. Bản thân tôi đã lấy xe máy đèo bác Sơn đi xuống nhà bác Thu để học Pháp. Đấy, chị em cùng nhau học Pháp, trong bác Sơn cũng nói là chị mù, chị không nhìn thấy cái gì, mắt chị cứ lờ mờ ấy. Thì đi đường người ta cứ bảo là tôi đi đường mà tôi khinh người lắm, không chào ai. Bác Xuân cần kể về thế thì bác Xuân bảo là chồng bảo là nó còn nhìn thấy cái gì đâu mà đi chào hỏi ai. Đấy là bác Xuân là mù, em được chứng kiến là cảnh bác Xuân mù thật. Lúc đấy thì tôi rất là buồn, bởi vì sao? Về chân thì đi không vững, mắt thì không nhìn thấy, mà lúc này thì nói chung là tôi không còn nghĩ đến cái gì nữa, mà lúc này tôi chỉ nghĩ đến mỗi cái chết thôi để giải thoát mình. Tôi mượn sách được cô cho mượn quyển sách ấy, thì tôi mang về nhà. Thì tôi cũng về nhà cái thì tôi cũng bảo con là thôi con về đi. Là sau đó là tôi mượn sách thì tôi mới không có ngủ đâu, tôi sốt ruột lắm, tôi mới mang ra cái bàn ở bếp ấy, là tôi mới mở ra để tôi đọc. Nhưng mà tôi chả thấy cái gì cả, thì tôi mới ngồi tôi mới khóc. Khóc một lúc thì tôi mới bảo là sư phụ ơi, con thấy nghe bài giảng của sư phụ thì con biết là có sư phụ. Cô Phượng cô ấy bảo là trong này có bài giảng của sư phụ và có ảnh sư phụ, nhưng con chả thấy đâu cả, mà con rất là muốn đọc sách của sư phụ. Thì tự nhiên là tôi cứ khóc một lúc thì tôi mới đi rửa mặt, thì tôi vào thì tôi lau mặt, thì một lúc thì tôi ngồi tôi lại mở sách ra. Tự nhiên tôi mở ra cái này tôi thấy chữ nào tôi cũng thấy hết, mà tôi cũng nhìn thấy sư phụ. Thế thì tôi bảo à, đây là sư phụ, con xin phép sư phụ là cho con đọc sách của sư phụ. Thế sau đó là tôi đọc luôn, tôi đọc được 25 trang sách ấy. Thì là lúc này khuya quá rồi ấy, thì tôi nghĩ là thôi đi ngủ để mai dậy để luyện công để học pháp sau. Thế thì tôi đi ngủ thì đến hơn 12 giờ thì tôi đi ngủ. Tôi vừa vào đến giường thì tôi ngé đầu xuống cái thì tự nhiên là cái đầu tôi nó nóng như là lửa đốt luôn. Sau đó là tôi mới vội vàng tôi giật mũ ra, giật khăn ra. Tôi không chịu được nữa, nếu không giật nhanh thì có thể mình nghẹt thở ấy. Thế sau đó tôi nằm xuống thì cũng không nằm được, và nó nóng, hai cái chân của tôi nó nóng như là người ta thui chân ấy, đốt ấy. Thì tôi giật tắt hết ra.
Thế sau đó là tôi định làm thì không làm được. Thế tôi nghĩ là như thế này thì không thể được, thì tôi mới định đi tắm. Thì tôi nghĩ mà đi tắm thì ở đây có một mình, nhỡ trời rét như thế này, bởi vì tháng 3 là ở trên này rất là rét ạ, thì nhỡ cảm lạnh thì chết không ai biết, mà lại khóa cửa trong. Thế tôi nghĩ thế. Thế tôi không tắm thì tôi mới đi lấy khăn mặt, tôi dấp nước lạnh, tôi lau người. Sau đó là tôi mới đi ra bàn đọc sách ấy. Thì lúc này tôi đi ra bàn đọc sách, tôi mở ra thì tôi chả thấy chữ nào nữa. Tôi tiếc lắm, thì tôi khóc lâu lắm, thì tôi lại mở ra tôi cũng chả thấy chữ. Thì tôi mới ngồi lâu đấy, thì lúc này tôi mới lại mở sách ra, thì tôi không thấy chữ, thì tôi bảo sư phụ ơi, lúc nãy con thấy ảnh của sư phụ rồi, con cũng thấy chữ của sư phụ rồi, con đã đọc được 25 trang rồi, thế bây giờ chữ của sư phụ, mấy sư phụ lại đi đâu con không thấy. Thế là tôi mới ngồi tôi khóc một lúc, thì tôi mở sách ra thì chữ nào tôi cũng lại thấy. Thì lúc này tôi đọc sách thì tôi không dám ngừng nghỉ nữa, mà tôi đọc liên tục đến lúc 3 giờ sáng, thì cái bụng tôi nó đau khủng khiếp lắm. Thì tôi bảo cái đau này cũng không là cái gì với đọc sách, nếu mình mà dừng đọc sách thì là mình sẽ mất chữ, thế nên là tôi không có kệ nó cho nó đau. Tôi bảo thế thì tôi đọc đến lúc này nó mắt tới sáng rồi mà, thì tôi nhìn lúc này đã là hơn 1 giờ rồi, thì là tôi cứ thế là tôi đọc đến sáng 6 giờ sáng, thì bắt đầu tôi xem đồng hồ là 6 giờ rồi, tôi vẫn thấy chữ, tôi gập thử vào xong tôi mở ra tôi vẫn thấy chữ. Sau đó là tôi quyết định bảo sư phụ ơi, con tí nữa con đọc sau, bây giờ con đi luyện công đã. Thế là tôi đi ra, tôi mở tivi, tôi tự tập. Lúc này tôi còn ngại với dân làng ấy, tôi xấu hổ ấy, thì tôi mang tivi ở trong buồng ấy, tôi tập chứ tôi không dám tập ở ngoài. Năm 2013 ấy, thì tôi đã có vài lần nhắn tin là bạn Xuân ơi, lên nhà mình thì mình cho mượn quyển sách để bạn đọc cho mạnh khỏe, vì bạn nhiều bệnh quá. Bệnh thế thì bạn nhắn nhiều lần lắm nhưng mà bạn ấy lại không lên, mà gọi điện thoại thì bạn không nghe, mà chỉ là em gái bạn nghe thôi. Thế thì sau đó thì tôi được nghe tin là bạn Xuân này đã bị hỏng mắt, xong cho bẵng đi. Thì bạn Xuân đi bệnh viện rất nhiều lần, thì biết là bạn ấy điều trị dưới mắt ở dưới Hà Nội này, chỉ biết là như vậy thôi ạ. Xong là đến đó về Lào Cai, sau đó là không vẫn không khỏi mắt được. Thì về nhà thì bạn ấy có suy nghĩ rất là tiêu cực. Thế là tôi cũng lại ý định trong đầu là mình phải giúp con người này thôi. Sau đó thì bắt đầu thì nguyện vọng là luyện công. Thế hướng dẫn mấy lần xong rồi thì bạn bảo mình muốn đọc sách. Thế mình bảo thế thì bây giờ mình sẽ lấy sách cho bạn. Thế thì mình lại mang hôm sau, sáng hôm sau thì mình mang đến sách lên cho bạn, thì mình lại về. Mình không có ý kiến gì cả, mà thế sách của bạn đây nhá, thì bạn đọc cái quyển sách này chữ rất là to thì bạn sẽ đọc được thôi. Thì hôm sau mình lại gọi là Xuân ơi, mình đến rồi đây. Thế đến đấy thì bạn đi ra, sau đó thì mình thấy bạn Xuân này là không phải là cái con người bình thường nữa rồi, mà khác hơn một chút. Thì mình vào thì bạn ấy khoe là thôi hôm qua mình đã đọc được sách rồi. Mình mở sách ra thì lúc đầu là mình cũng không biết chữ, sau đó thì mình cứ chắp tay mình xin là mình muốn nguyện vọng muốn đọc sách, là muốn nhìn thấy để chữ trong cái quyển sách này. Thế thì sau đó thì mình mở sách ra thì mình đã đọc được sách. Thì bạn kể với tôi như thế ạ. Sau đó là tôi lại vào luyện, thì tôi đang luyện thì cái đồng tu mà cả lúc đấy là cả Bắc Hà chỉ có 2 đồng tu luyện công thôi, thì đồng tu Thu ấy là đến giúp tôi hàng ngày ấy, thì đồng tu ấy đến gọi là Xuân ơi, bảo là Thu ơi, hôm nay mình thấy chữ rồi, hôm qua đêm qua mình được đọc được sách rồi, đọc được 25 trang xong đi ngủ xong rồi tôi cũng kể lại hết cái sự tình như thế. Xong cô ấy thích quá, cô ôm tôi và cô khóc, hai chị em cứ ôm nhau khóc một lúc, thì cô bảo thôi đi luyện công đi. Và sau đó tôi luyện công thì hai chị em luyện công một lúc ấy, khoảng độ hơn 30 phút ấy, thì cô ấy về, thì tôi vẫn ra công luyện công và cho tôi đọc tích cực. 3 ngày sau thì đến ngày thứ 3 thì tự nhiên tôi thấy là toàn thân tôi ấy nó cứ kiểu như là cứ máy động, sắp người tôi nó cứ kích kích ra, tôi cảm thấy nó hơi khó chịu, bởi vì như kiểu là mình có cái gì ở trong cứ ấn ra ấy thì nó cứ kích thế. Xong đến mặt thế, mặt tôi cảm thấy nó cứ lách tách như kiểu là bị nẻ, là nó cứ đẩy ra. Thế xong rồi tôi thấy khó chịu lắm, thì đến mai là 4 ngày ấy, thì tôi phải như thế này mình bị làm sao. Thế trời lại rét nữa, thì lúc đấy tôi không mang quần áo đi, áo rét thì lúc đi tôi mù thì không có chuẩn bị được ấy. Thì là tôi mới
bảo đồng cái đồng Thu Thu mà hàng ngày hay lên giúp tôi, bảo sao Xuân mặc ít, thế là bảo thôi mình không có xét đâu Thu ạ, mình không mang. Thu bảo thế thì Thu có cái nào cho mình mượn một cái. Thu bảo mình cho Thu Xuân mượn cái, Xuân bao nhiêu cân. Thì lúc đấy thì tôi được 38 cân ý, thì Thu bảo mình được 38 cân thì là đồng Thu ý mang lên cho tôi mượn một cái áo khoác màu hồng, thì tôi mặc vào thì rộng thoải mái lắm. Thì bởi vì đồng Thu bảo là áo này là lúc đồng Thu ý mặc là 45 cân mà, thì tôi mặc nó thoải mái. Xong đến cái hôm đấy thì trời rét thì tôi mới mang cái áo đấy ra tôi mặc, thì tôi không đóng được cúc. Tôi thấy nó rất là lạ, mà người tôi cảm thấy là to. Lúc này tôi nhìn thấy được rồi, tôi soi gương thấy mặt tôi to, mà người tay tôi cũng to lên. Thì tôi bảo lạ, sao lại mình có mấy ngày mình đọc sách, bây giờ người mình làm sao? Hay là kiểu như là tôi nghĩ là hay là ma mãnh gì đấy. Tôi mới chạy sang cái nhà xóm, lúc đấy tôi đi được rồi thì tôi cân tôi được 48 cân. Thế xong rồi đồng tôi bảo là Xuân ơi, mình đọc trong sách rồi, sư phụ thế này là thương Xuân quá, thấy Xuân gầy quá nên đắp thịt cho Xuân thôi, không có sao đâu. Thế là hai đứa lại ôm nhau lại khóc. Thì đấy là quá trình mà tôi tăng cân, là một lúc mà tôi trong 4 ngày tôi đọc sách ấy, là tôi tăng được 10 cân, là như thế đấy ạ. Khi tôi thấy sự biến chuyển của mẹ tôi như vậy ấy, thì tôi thấy nó mang lại quá quá tuyệt vời, quá tốt lớn. Bởi vì bản thân tôi cũng có rất nhiều những căn bệnh từ nhỏ. Bởi vì thực tế ra là con người nói mà có di chuyển, tôi cũng có một số bệnh di chuyển từ mẹ hay từ bên ở ngoại. Thế thì tôi cũng có cái bệnh, một số bệnh như vậy. Thế thì bởi vì là trong quá trình như vậy thì tôi thấy mẹ như bản thân. Vì sao mà tôi thấy? Bởi vì tế như bố tôi là một bác sĩ học cao học, là một lãnh đạo một cơ quan, ông đã từng sống với mẹ hàng ngày hàng giờ để chứng kiến cái sự biến chuyển của mẹ. Ông phải công nhận nếu là điều đó tốt, mặc dù là ông không lên tiếng đấy, ông cũng đứng về phía của mẹ để bảo vệ mẹ trong quá trình tu luyện. Thì bản thân tôi nhìn thấy điều đó là tốt, và tôi cũng bước vào tu luyện để làm gì, để đầu tiên thứ nhất là để mà có cuộc sống nó được tốt hơn so với trước đây của mình, và mang lại lợi ích cho bản thân mình và gia đình mình. Quá trình tôi đắc pháp được ý, thì tôi nghĩ rằng mình rất là khổ rồi. Bây giờ mình nhìn thấy ai cũng có các cái nghiệp bệnh rất lớn ý, thì lúc này tôi nghĩ đấy là nghiệp bệnh dự học kinh sách của sư phụ ý. Cho nên là tôi thường xuyên là ngày nào tôi cũng đi hồng pháp. Bởi vì lúc đấy tôi mới được nên tôi đi hồng pháp rất đơn giản thôi. Vì tôi cũng không biết nói gì về pháp, vì tôi cũng chưa nhớ được về pháp nhiều. Tôi chỉ lấy những cái nghiệp bệnh mà tôi được vượt qua được, mà tôi khỏi được như thế này. Thế cho nên là tôi đi hồng pháp, người tai biến cũng có, người câm cũng có, người mù cũng có. Thế rồi là người bị ung thư cũng có. Tôi đi rất là nhiều, nhưng mà thực ra thì để đến học được pháp thì chỉ có hơn 100 người thôi. Đấy là tất cả các nơi ấy, thì ở Phú Thọ cũng có, Đan Hùng có, ở Bãi Bằng có, Hà Nội cũng có. Kể cả trong bây giờ đến bây giờ ấy, là có cả ở trong miền Nam ấy, thì người ta nghe tin được thì người ta cũng điện ra để hỏi thăm, để xin chia sẻ. Cơ duyên của tôi rất là may mắn được đến với cái pháp của sư phụ. Trước tiên là con cảm ơn sư phụ. Sư phụ đã cứu con, cái pháp này là rất tốt. Tôi mong rằng ai mà có rất nhiều các cái nghiệp bệnh mà thấy được cái pháp tốt như thế này, dù có bệnh hay không có bệnh thì cũng đến với pháp để sống theo chân thiện nhẫn của sư phụ.